À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì hôm nay này em lại về thêm được những cái dòng dây tín hiệu giá cực kỳ là bình dân mà chất âm nó mang lại cực kỳ là tốt nha các bác. À rồi, thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình 0775 264 888 hoặc 0567 993 999, thì bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Các bác nhận hàng kiểm tra đúng với cái chất lượng sản phẩm mà bên em quay trên clip, thì lúc đó các bác thanh toán tiền cho nhân viên giúp em nha. Rồi thì vẫn là những cái dòng dây tín hiệu cốt đến từ Mỹ và những dòng dây AV tem pin. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi trước tiên cho các bác cái dòng dây tín hiệu cốt của Mỹ này nha. Các bác nhìn nha. Đấy, các bác nhìn cốt OFC chất liệu này, hàng của USA nha các bác. Các bác nhìn thấy chưa? Thì cái dòng này, nó dòng dây tín hiệu này á, thì chất liệu của nó chính là loại đồng mạ bạc nha các bác. Đấy, loại đồng mạ bạc. Thì hôm nay em giới thiệu cho các bác hai cái dòng sản phẩm dây tín hiệu giá rất là bình dân thôi, nhưng chất liệu của nó đều là được mạ bạc cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, để phục vụ cho tất cả các bác. Đấy. Đây, các bác có thể thấy được đây. Trước mặt các bác đây em đang cầm đây chính là một cặp dây tín hiệu Post của Mỹ này nha. Các bác nhìn này. Các bác nhìn chưa? Post USA. Và đầu jack của nó là sử dụng những thằng đầu jack hoa sen như thế này. Những thằng đầu jack hoa sen như này nha các bác, cắm rút nó cực kỳ là êm ái nha các bác. Cắm rút không có bị chặt quá, tại vì nhiều có dòng đầu jack rẻ tiền nha. Những dòng dây tín hiệu rẻ tiền em biết rồi. Nhiều khi những dòng dây đó các bác cắm vô, các bác khi các bác rút ra nó rất là chặt. Thậm chí là có rất là nhiều bác phản hồi là có mua cặp dây này. Đấy, khi các bác cắm và lúc các bác rút ra là nó lôi cả những cái chuôi ở đằng sau cắm, có những con âm ly hay là những con đầu CD ra các bác nhá. Đấy, thì không, cái thằng đầu jack AV này thì các bác cắm rút thì nó cực kỳ là êm ái nè. Đấy, cắm rút cực kỳ là êm ái. Và một cặp dây tín hiệu AV như thế này thì giá nó lại rất là bình dân thôi. Đấy, giá chỉ có 330.000 một cặp nha. 330.000 một cặp là giá bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Một cặp dây tín hiệu post đến từ Mỹ. Đấy, chất lượng hiệu quả âm thanh nó mang lại cực kỳ là tuyệt vời nha các bác. Đấy. Giá là 330.000 này, em bao ship toàn quốc nha các bác. Đấy, các bác nên lưu ý dùm em. Đấy. Tiếp đến là chính là những cái cặp dây AV tem pin của Pháp như thế này. Đấy. Thì cái dòng dây này em bán thì nếu mà để nói về cái tầm tiền của nó thì em bán rất là nhiều rồi nha các bác. Em bán cực kỳ là chạy cái dòng dây này. Các bác nhìn nha. Này, đầu jack của nó là bên đó người ta làm rất là tỉ mỉ này. Các bác nhìn bên trong đều khỏ co nhiệt rất là cẩn thận nha. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Tất cả đều khỏ co nhiệt đấy. Chống chập mát cho tất cả các bác nha. Tại vì nhiều cái là các bác cứ không để ý là khi bác cắm rút nhiều lần á là nó sẽ bị chập mát nha các bác. Đây em sẽ quay chữ cho anh em xem nha, quay anh em tham khảo cái dòng dây AV như này. Tại vì em bán cái dòng này nó rất là nhiều rồi. Các bác nhìn này, các bác nhìn thấy chưa? Đó, tem pin Frank. Đó, Frank kia là Pháp nha. Đó, nhìn thấy chưa? Đó, dây thì nó cũng sẽ đi theo điều hướng mũi tên như thế này. Đấy, các bác nhìn là dây nó cũng sẽ đi theo điều hướng mũi tên như thế này nha. Đó, thì mã của cái thằng sản phẩm này của nó là TK8100 nha các bác. Đấy, cũng là dòng nói đồng mạ bạc OFC 99,9%. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Thằng cái cặp dây tín hiệu của Pháp này thì bên em về thì số lượng mỗi lần về nó cũng không có nhiều. Đấy, mỗi lần về thì nó cũng về tùy đợt mấy chục cặp thôi, chứ nó không có được nhiều. Và những cái dòng dây như này nha. Đấy, rất là nhiều bác lấy về sử dụng những bộ đầu dàn của những dàn karaoke, các bác cắm nghe hát karaoke, chất lượng âm thanh các bác phản hồi nó rất là trong trẻo, tiếng nó rất là hay, rất là sáng tiếng nha các bác. Đấy, thì đơn giản thôi, vì cái dòng dây này nó là loại đồng mạ bạc. Đấy, loại đồng mạ bạc kết hợp giữa đồng và bạc. Đấy, nên nó cải thiện cực kỳ là tốt cái giải cao cho tất cả các bác. Các bác nhìn này, một cặp dây dạng rất là nhỏ gọn này, một cặp dây rất là nhỏ nhọn gọn. Đấy, thì bây giờ em sẽ quay cái lõi cho anh em xem này. Thì hôm bữa em cắt ra này, đây này em cắt ra em kiểm tra lõi, các bác nhìn này, tem pin nha, các bác nhìn này, tem pin. Đó, các bác nhìn nhá, em để gần này cho các bác cùng xem này. Đó, tem pin Frank. Đó, thì bây giờ mình sẽ cắt cái lõi ra cho anh em xem nhá. Đấy, các bác nhìn. Đấy,
Các bác nhìn ra, ngay bên ngoài thôi, ngay bên ngoài nó cũng là lớp mat được mạ bạc này, những sợi đồng mạ, những sợi lớp mat bên ngoài cũng tất cả đều được mạ bạc nha các bác. Đấy. Tiếp đến nó chính là một lớp dây bạc chống nhiễu nha. Đấy, tiếp đến nó chính là một lõi bạc chống nhiễu như này. À, các bác nhìn thấy chưa? Đó, thì bây giờ em sẽ cắt cái lõi dây ra các bác nhìn này. Dòng này lõi dây của nó thì bản thân em đánh giá cực kỳ là tốt. Và cái dòng lõi dây như này nha. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn nó lõi đồng mạ bạc chưa? Đấy, em sẽ cắt ra cho anh em xem. Đấy, các bác nhìn chưa? Lõi đồng mạ bạc. Các bác nhìn chưa? Lõi cũng khá là to, 0.5mm nha. Đấy, 0.5mm một cái lõi này. Đấy, các bác nhìn nhá. Lõi đồng mạ bạc. Đấy. Các bác nhìn, khi bác chập lại bác hàn nè. Đấy, nó thành. Đấy, chất liệu dây các bác nhìn nhá. Đấy, lớp mát bên ngoài đều được mạ bạc này. Đấy, lớp mát bên ngoài mạ bạc nha. Tiếp đến là những sợi chống dây chống nhiễu như này. Lớp dây bạc chống nhiễu. Đấy, sau đến cùng mới là đến cái lõi dây của nó này. Đấy. Thì một cái cặp dây tín hiệu tiềm pin của Pháp này thì em vẫn đang bán ở các bác mức giá là 500 ngàn là em bao ship toàn quốc rồi các bác nha. 500 ngàn một cặp dây tín hiệu tiềm pin của Pháp. À, giá rất là tốt, rất là bình dân cho tất cả các bác. Đó. Rồi, thì hôm nay em chỉ giới thiệu các bác hai cái mẫu dây tín hiệu, tất cả đều là những dòng dây mạ bạc. Đấy, thì giá nó rất là bình dân thôi, cực kỳ là rẻ tiền. Đấy, để các bác sử dụng, các bác cắm những dàn karaoke chẳng hạn. Đấy, và cắm những dàn âm thanh gia đình các bác nghe cũng rất là hay. Đó. Đấy, rồi, thì hôm nay video em giới thiệu chi tiết sản phẩm cho tất cả các bác rồi. Thì những bác nào đang có nhu cầu mua hàng thì các bác alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình. Đấy, vì nó ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác nha. Các bác nhận hàng, kiểm tra rồi thanh toán tiền cho nhân viên giúp em. Rồi, thì Vicom Audio cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.